giới thiệu với tất cả mọi người, cuốn sách Tư duy phản biện được viết bởi chuyên gia đào tạo trong Mackey. Ban đầu tôi cứ tưởng Tư duy phản biện là cuốn sách nâng cao tư duy, tranh luận, tranh cãi, phê bình hay đánh giá. Nhưng đọc lướt hết cả cuốn sách vẫn không thấy điều mình tìm kiếm. Cảm giác khá thất vọng. Vậy tư duy phản biện là gì? Theo Bách Khoa Toàn Thư, tư duy phản biện là phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lai tính chính xác của vấn đề. Liên tưởng lại cuốn sách, tôi dần cảm nhận thấy tác giả là bậc thầy của tư duy phản biện. Mỗi chương tác giả đưa ra một nhận định nào đó, sau đó phản biện lại nhận định ban đầu bằng các phương pháp và quy luật đã được chứng minh. Tác giả đã mang đến rất nhiều kiến thức bổ ích để người đọc hiểu thêm về chiều sâu của tư duy. Không những chỉ ra những giới hạn trong tư duy của não bộ, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu được tường tận nguyên nhân tại sao bạn lại làm hay không làm một điều gì đó. Có nhiều ý kiến tranh cãi về tiêu đề của cuốn sách. Tuy nhiên, nếu không quá khắt khe với tiêu đề dịch thì cuốn sách Tư duy phản biện, nguyên bản là Unlimited Mind, là một trong những cuốn sách theo thể loại hoàn thiện bản thân, ngắn và dễ đọc, có nhiều lời khuyên tuyệt vời, dễ áp dụng luyện tập, nhằm cải thiện khả năng tư duy, nhận thức, hiểu rõ hơn và quý trọng hơn bản thân mình. Từ đó hướng người đọc đến những suy nghĩ sâu sắc hơn, hoặc tự vấn, tự nhìn nhận về bản thân bạn trong hiện tại. Chương 1. Bạn thông minh hơn bạn tưởng. Bạn đã bao giờ mường tượng về người mà mình sẽ trở thành hay chưa? Đã bao giờ bạn thiết tha muốn thực hiện bằng được một việc gì, hay bạn có hình dung nào về việc bạn sinh ra để dành cho điều gì chưa? Nhưng đồng thời, bạn cũng tự nói với bản thân rằng viễn cảnh đó không thể xảy ra. Bạn mơ về việc trở thành một doanh nhân, nhưng lại không bao giờ khởi nghiệp. Bạn muốn là một nghệ sĩ, nói đúng hơn là một họa sĩ, nhưng lại không bao giờ động đến cọ vẽ. Mơ mộng thì dễ chịu, nhưng khi nghĩ về những trở ngại ngăn cản thành công, bạn cảm thấy tồi tệ. Trong giấc mơ, chúng ta cảm thấy thật tuyệt, nhưng khi bạn quay trở lại với thực tế và bắt đầu suy nghĩ về việc phải hiện thực hóa ước mơ thì cảm giác bất hạnh xuất hiện. Chúng ta cảm thấy buồn chán và bồn chồn không yên. Một vài người trở nên trầm uất bởi vì những trở ngại từ chính bên trong họ, họ tin rằng mình là người chẳng giỏi giang bất cứ điều gì. Sự thật là họ không bao giờ dám thử sức với những ý tưởng của mình, bởi vì họ không nhận được những phản hồi tích cực cho những thành công trước đó của họ. Điều ấy có thể đúng như ví dụ sau, tôi ao ước trở thành một ca sĩ được mọi người công nhận tài năng, nhưng nếu tôi biểu diễn trước các khán giả khiếm thính thì cơ hội để tôi đạt được thành công là con số 0. Còn lại đa phần suy nghĩ phải trở thành ông nọ bà kia khiến chúng ta mắc kẹt. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là liên tục phủ nhận bản thân và ao ước điều gì đó khác đi mà chính là tìm ra, chấp nhận con người thật của mình và tận dụng tối đa giá trị đó. Cho dù có thể bạn sẽ chẳng thành ông nọ, bà kia nhưng để trở thành một cá nhân tốt nhất trong một lĩnh vực nào đó luôn là điều có thể. Ngoại trừ khi bạn sinh ra đã là một thiên tài trong một lĩnh vực nào đó, thì từ tốt đến vĩ đại vẫn còn một khoảng cách rất xa. Bạn buộc phải rèn luyện. Nếu như bạn nỗ lực hết tâm hết sức trong công việc, thì đến cuối cùng bạn sẽ yêu thích và phát triển niềm đam mê với nó. Làm thế nào để vượt qua các trở ngại trong cuộc đời và bắt đầu thực hiện những gì bạn đang trì hoãn? Điều đầu tiên bạn nên làm là hãy ra khỏi lối mòn, bạn không thể mong thứ gì mới mẻ sẽ đến với mình nếu giữ nguyên nếp nghĩ cũ. Nếu bạn cảm thấy rằng mình vẫn bị trở ngại nào đó ngăn cản cho đến tận bây giờ, và bạn đang kìm nén một thiên tài và những giấc mơ bên trong mình, thì đây là thời điểm để thay đổi. Bạn phải thấy bản thân xứng đáng với những giấc mơ của chính bạn. Chương 2. Những cơ hội tuyệt vời. Đa phần mọi người đều cho rằng cơ hội phần lớn đến từ may mắn hoặc do mình tự tạo ra. Tác giả đồng tình quan điểm trên và thậm chí cho rằng cơ hội là sự kết hợp giữa cả may mắn và tự mình tạo ra. Nếu như chủ động giúp có nhiều cơ hội hơn thì may mắn là yếu tố đo lường cơ hội tốt đến mức nào. Cơ hội tốt chính là do kiến thức và làm việc chăm chỉ của bản thân cộng với yếu tố may mắn. Thêm yếu tố tài năng của bản thân thì đây chính là cơ hội hiếm có. Tất cả yếu tố trên đều tăng lên một chút thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng chỉ hai yếu tố, kiến thức và làm việc chăm chỉ là có thể kiểm soát được. Thế nên, hãy chuẩn bị bất cứ việc gì bạn cần cho giấc mơ của mình, thì lúc mà may mắn và cơ hội mỉm cười với bạn, bạn cũng đã sẵn sàng. Ngoài ra, học từ những sai lầm là cơ hội, tự do là cơ hội, lựa chọn là cơ hội, dành nhiều thời gian để làm việc quan trọng hơn cũng là cơ hội, tất cả sai lầm mà chúng ta phải đối mặt cũng là một cơ hội. Một cơ hội để học hỏi, để phát triển, để biết rằng lối nào chúng ta nên tránh, để có được những kinh nghiệm. Công việc bận rộn chính là một hình thái của sự biến nhát. Chúng ta không dành thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì và những gì là không quan trọng. Chúng ta chỉ đơn giản là cứ nhận về công việc tiếp theo bởi vì chúng dễ dàng. Ngay cả khi bạn thực hiện một việc không quan trọng rất tốt thì cũng không biến nó trở thành quan trọng được. Những công việc mất thời gian sẽ không trở nên quan trọng dù cho bạn đã tốn rất nhiều công sức. Làm ít hơn. Đó mới là cách để cải thiện năng suất làm việc. Bạn không nghe nhầm đâu. Hãy tập trung vào một số ít công việc quan trọng nhưng tạo ra giá trị lớn, để tối ưu hóa. Thay vì cố gắng sửa chữa những khuyết điểm thì hãy tập trung cải thiện những thế mạnh của mình, sử dụng quy luật Pareto, hoặc gọi theo tên gọi khác là quy tắc 80-20 để phân biệt những điều quan trọng với những thứ không hiệu quả. Từ đó giới hạn các công việc của bạn vào những việc quan trọng để giảm thời gian làm việc. Sử dụng thước đo năng suất thứ hai là định luật Parkinson, chủ động giảm thời gian làm việc để giới hạn các công việc và tập trung vào những việc quan trọng. Chương 3. Ước mơ cho đáng ước mơ.
để thay đổi tư duy của bạn từ không thành có. Hãy nhớ rằng, thành công đến từ những điều có thể, thất bại đến từ những điều không thể, đừng thu nhỏ giấc mơ. Trong thực tế, nhắm đến những mục tiêu lớn hơn lại có ít rủi ro hơn là những mục tiêu tầm thường. Bởi vì có rất nhiều sự cạnh tranh lớn hơn ở khu vực ở giữa. Bạn có cho rằng mình không thể đạt được những điều vĩ đại? Có tới 99% mọi người trên thế giới nghĩ như vậy. Cho nên những người nhắm đến mục tiêu bình thường lại phải tham gia vào cuộc cạnh tranh ở mức độ khốc liệt nhất. Bạn đặt mục tiêu lớn, bạn được cung cấp một liều hormone kích thích tức thì cần thiết cho sự kiên trì để đạt được mục tiêu ấy. Những mục tiêu thông thường không gây kích thích. Chúng không giúp bạn có đủ năng lượng nhiều như những mục tiêu vĩ đại, cho nên không sớm thì muộn bạn cũng sẽ từ bỏ nó. Để đạt được mục tiêu bạn cần có kế hoạch, theo quan điểm tác giả, có nhiều kế hoạch khác nhau giống như việc cho mình những phép thử. Bạn cứ thực hiện nó, không có áp lực nào cả. Nó có thể thành công, nhưng cũng vì bạn chỉ thử sức mà thôi, nên cũng có thể thất bại. Tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau thất bại nếu như không xảy ra hậu quả gì to tát chứ? Điều này cũng không có nghĩa là chỉ có duy nhất một kế hoạch thì tốt hơn. Nó còn phụ thuộc vào tính cách của bạn nữa. Nếu như bạn thích một cuộc sống dễ dự đoán, một môi trường ổn định, hướng tới sự bình yên và không có nhiều kịch tính, vậy quá hoàn hảo. Trong trường hợp này, bạn nên có cả một loạt các phương án đặt tên theo cả bảng chữ cái. Nó sẽ cho bạn sự an toàn, những lựa chọn, và tất nhiên là cả thành công trong tầm tay, bởi thực tế là chắc chắn một trong số những phương án đó sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc tuýp người năng động quyết đoán, giàu tham vọng với những ước mơ lớn, ham muốn chứng tỏ bản thân thì bạn chỉ nên có một mục tiêu duy nhất, mục tiêu mơ ước chiếm trọn sự tập trung của bạn. Bạn càng có ít sự lựa chọn, bạn càng dễ tập trung vào cái mình đã lựa chọn. Điều tệ nhất có thể xảy ra khi bạn phải đối mặt với một vấn đề là gì? Đó là thất bại. Tuy nhiên, tôi chắc chắn là bạn sẽ không thất bại, với điều kiện là bạn không thử làm gì hết. Chương 4. Lời phê bình khôn khéo. Nỗi sợ hãi bị phán xét là một trong những nguyên nhân chính khiến mọi người không dám khám phá những tiềm năng rộng lớn của bản thân mình. Những câu hỏi luôn tồn tại: liệu tôi sai thì sao? Liệu ai đó sẽ chỉ ra rằng tôi đã sai? Liệu ai đó giỏi hơn tôi thì sao? Liệu tôi có bị mọi người cười nhạo, có một thiên tài được giấu kín ở bên trong nhưng lại không được phát huy để không bị biến thành trò cười? Cuộc sống thường nhật của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi nỗi ám ảnh về việc người khác nghĩ thế nào. Ngược lại, chúng ta cũng có xu hướng phán xét người khác. Nó giống như một vòng tròn phán xét không có hồi kết. Đôi khi chúng ta không thực sự cố ý phán xét ai đó. Chúng ta không có ý định làm tổn thương ai, chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều hơn. Giác quan thứ 6 hay trực giác chúng ta mách bảo vậy. Vậy, làm sao để chúng ta phê bình chính xác hơn, hiểu đúng về sự phê bình và tránh những định kiến con người? Và khi nào thì sự phê bình phản ánh đúng hiểu biết thực tế? Trước khi phê bình, chúng ta nên tự trả lời cho các câu hỏi: liệu có một cơ hội nào để học hỏi? Liệu chúng ta đã tìm kiếm đủ thông tin về chủ đề đó chưa? Và chúng ta nên giới hạn những phán xét của mình trong khuôn khổ một cá nhân, dù là phê bình tích cực hay tiêu cực. Chương 5. Quản lý thời gian hiệu quả. Theo tư duy truyền thống, những người thường xuyên có kế hoạch tương lai thì có tiềm năng và thông minh. Ngược lại, những người suy nghĩ nhiều về quá khứ thì ít tiềm năng hơn. Một số lý thuyết tuyên bố rằng sống cho thời điểm hiện tại là cách sống tốt nhất, hãy tiến bước khỏi quá khứ cũng như đừng tự gây áp lực về tương lai. Tác giả chia sẻ 6 quan điểm về sử dụng thời gian của Philip, bao gồm các chủ nghĩa sống cho, quá khứ tiêu cực, quá khứ tích cực, hiện tại cam chịu số phận, hiện tại hưởng thụ cuộc sống, tương lai và tương lai siêu hình. Mỗi người trong chúng ta đều từng nghĩ về tất cả các quan điểm về sử dụng thời gian sống này. Hiểu về điều này sẽ giúp chúng ta giải thích rất sâu về lý do tại sao con người lại chú tâm vào những quãng thời gian khác nhau và làm thế nào để thay đổi điều này khi cần thiết. Mỗi một quan điểm về thời gian sống đều có ý nghĩa riêng của nó, và quá khứ, hiện tại và tương lai giống như một sự tiếp nối giúp cho cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa. Hãy sử dụng chúng một cách thông minh sao cho có lợi nhất cho bạn. Hãy trả lời cho các câu hỏi: nếu tôi là một người sống vì những định hướng tương lai, hôm nay tôi đã làm những hoạt động gì để giữ mình sống trong giây phút của hiện tại? Nếu tôi là một người sống thiên về quá khứ, hôm nay tôi đã làm những việc gì để giữ mình sống trong giây phút của hiện tại? Nếu tôi là một người sống cho hiện tại, hôm nay tôi đã có những bước tiến gì để định hướng tốt hơn cho tương lai của mình? Hay hôm nay tôi đã có những bước tiến gì để suy nghĩ tích cực hơn về quá khứ của mình? Chương 6. Ra quyết định sáng suốt. Hầu hết cuộc sống của chúng ta là một đường thẳng nối tiếp của các quyết định. Một vài quyết định thì dễ dàng nhưng cũng có trường hợp phải khó khăn hơn để đưa ra quyết định. Chúng ta buộc phải ra một số quyết định khá thường xuyên đến mức chúng trở thành thói quen mà ta còn không cần nhận thức về hành động ấy. Những loại quyết định khó khăn, hủy thỏa thuận, quyết định kinh doanh, lựa chọn về một nhóm nào đó, các vấn đề gia đình, cô bạn thân mến, danh sách này rất dài. Những quyết định này thường thường cần trực giác thật sự nhạy bén, kể cả khi bạn không nên lờ đi những gì bên trong bạn mách bảo. Để ra được một quyết định đúng đắn cần có một số kiến thức nhất định, dựa vào sự xem xét các mối quan tâm khác nhau, điều này không dễ, đặc biệt nếu như bạn bị giới hạn về thời gian. Trong chương này tác giả đã giới thiệu và hướng dẫn vận dụng một phương pháp ra quyết định cực kỳ thực tiễn, nhanh chóng và áp dụng rộng rãi, đó là phương pháp 6 chiếc mũ tư duy, được phát triển bởi giáo sư Edward D. Bono. Chương 7. Kỹ năng kiểm soát bản thân khôn ngoan.
lý do con người không thành công trong hầu hết thời gian là sự thiếu hụt của một trong ba yếu tố sau: sự tập trung, ý chí và thiết lập một mục tiêu rõ ràng. Trong những chương trước, tác giả đã nói về việc tập trung và thiết lập mục tiêu rõ ràng. Trong chương này, tác giả sẽ giới thiệu cho các bạn cách để nâng cao ý chí, tìm hiểu tại sao bạn lại nản chí và làm thế nào để cải thiện khả năng tự kiểm soát bản thân. Một phương án để nâng cao việc tự kiểm soát bản thân, trước tiên bạn phải tự phân tích nguyên nhân cách bạn mất kiểm soát như thế nào. Giữ cho những hành động và cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát. Cụ thể là, tập hợp lại những sự việc làm phân tâm và khiến bạn mất kiểm soát. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây: đâu là ba điều làm tôi bị phân tâm nhiều nhất? Làm thế nào tôi có thể tránh được những sự kiện này từ lúc nó bắt đầu? Đâu là những ham muốn ngay lập tức làm tôi sao nhãng khỏi mục tiêu lâu dài của mình? Đặt tên cho sự phân tâm bộc phát. Ví dụ, nếu bạn thường cảm thấy mình cần phải mua sắm cho bản thân, hãy gọi sự thôi thúc này là con nghiện mua sắm đầy dã tâm. Chính cái tên hài hước này sẽ giúp bạn nhận diện sự phân tâm tốt hơn khi mà nó xuất hiện dưới một hình thức khác. Một khi bạn đã nhận thức được sự phân tâm đó, bạn có thể tỉnh táo dừng lại và quay về với công việc và hãy ghi nhớ giữ cho mục tiêu ở ngay trước mắt để thúc đẩy bạn. Nếu như một ngày bạn có ý định từ bỏ mục tiêu của mình, hãy làm những việc sau. 1. Tự hỏi liệu có đáng để bạn từ bỏ phần thưởng lâu dài, tốt nhất của mình để đổi lấy những niềm vui thích trong thoáng chốc. 2. Hình dung rằng những lợi ích lâu dài đã là của bạn. Hãy tưởng tượng mình đang hưởng những trái ngọt sau quá trình kiên nhẫn và kiểm soát tốt bản thân. 3. Bạn thực sự sẵn sàng từ bỏ tất cả để đánh đổi lấy một sự nuông chiều bản thân trong chốc lát chỉ vì bạn đang thèm muốn nó vào thời điểm này thôi sao? Bạn làm những gì bạn đang làm bởi vì bạn muốn, không bởi vì bạn phải làm. Và bây giờ khi đạt được mục tiêu rồi thì bạn muốn làm gì cũng được. Nếu thế, đó không phải là mục tiêu bạn thật sự mong muốn. Con người không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một người hoàn hảo với bộ não không bao giờ phạm lỗi, luôn luôn đưa ra quyết định sáng suốt, có nhiều cơ hội lớn và quản lý thời gian xuất sắc, bạn sẽ thất bại thảm hại. Nếu mục tiêu của bạn là tỏa sáng, phấn đấu, cải thiện hoặc mở mang đầu óc, sự thông thái và tài năng xuất chúng của bạn, bạn có một cơ hội tốt để trở thành một viên kim cương lấp lánh và rực rỡ hơn. Sức mạnh tinh thần, năng lực và khả năng thực sự lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang sử dụng. Thậm chí lớn hơn cả những gì chúng ta vẫn nghĩ là to lớn nhất rồi. Không có các khái niệm như làm cho thứ gì đó hoàn hảo hoặc không có chỗ cho sự cải tiến. Đơn giản là hãy cố sức trở nên tốt hơn dù chỉ 1% so với ngày hôm qua. Chỉ cần trong một việc thôi, mỗi ngày một việc khác nhau. Mỗi ngày hãy đọc sách thêm 5 phút, đi bộ xa hơn một đoạn ngày tiếp theo, cân nhắc trước khi phán xét ai đó, vân vân. Hãy rèn luyện não bộ của mình, hãy dừng lại suy nghĩ trước khi quyết định vội vàng và cải thiện bản thân mỗi ngày dù chỉ tốt lên 1%. Tôi tin tưởng vào các bạn.